Hôm trước chúng ta đã đi được cái phần đầu của cái phần thiết kế thời trang rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi xuống phần phía dưới. Thì để tiếp nối cái phần phía dưới thì nó sẽ có những cái mục và ý tưởng đưa ra tư duy để chúng ta có thể họp bàn với nhau khi mà chúng ta làm một trang web, chứ không phải là tất cả những ý tưởng đấy nó tùy thuộc vào cái người design của chúng ta được. Bởi vì trong một số trường hợp khi design ở Việt Nam đấy của chúng ta nên chỉ là người sử dụng và thiết kế theo cái cấu trúc và cái size map của cái người đưa ra tư duy về chiến lược kinh doanh, chứ không phải là mình tự nghĩ ra nhiều thế đâu. Nhưng dựa trên nền tảng mà sự học hỏi của chúng ta nó tốt rồi thì chúng ta cũng sẽ phải đưa ra những cái chủ đề và những cái một thứ nó rất thú vị. Và ví dụ như là sau khi mà dưới đây thì chúng ta sẽ để ra một số cái icon như là icon số 1, icon số 2, icon số 3. Icon số 1 là cái gì, icon số 2 là cái gì và icon số 3 là gì để tạo ra một cái biểu tượng. Thì lúc này khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ ấn vào cái Ctrl H, các bạn nhớ nhá, ấn vào Ctrl H để bật cái lưới lên. Và lúc này sau khi đã bật cái lưới lên thì chúng ta sẽ có những cái ghi chú, chúng ta sẽ phóng to lên một tí. Và lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ C crop để chúng ta có thể kéo dài cái đối tượng ra được. Các bạn dễ nhìn nhé, công cụ crop và chúng ta sẽ kéo dài cái đối tượng nhá. Ok, chúng ta sẽ cầm. Chúng ta kéo dài đi, kéo dài. Ok. Và sau khi phần kéo dài xong rồi ấn enter cho tôi thì tự khắc chúng ta đã có được một cái thông số mới và chúng ta ấn vào căn chỉnh H tiếp theo. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khởi rộng màn hình của chúng ta nó đã rộng lên rất là nhiều rồi. Ở phần thứ hai nữa là khi mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ có một cái là chọn một cái tin mới, một cái tin mới ở chỗ này thì chúng ta sẽ để cái thuộc tính như thế nào. Thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ để muốn đưa một cái tin mới thì các bạn có thể vẽ ra một cái icon dạng một cái loa để thể hiện rằng đây là một cái tin mới về cái tin chuyên ngành hay cái gì đó để người ta có thể sức hút vào đây, được không? Ok, ăn group chúng ta sẽ chọn vào đây một tí nữa thì chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta chọn vào. Lúc này thì tôi sẽ đưa sang thôi, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa sang và tôi sẽ đặt vào đây. Thì tôi có một cái icon và cái icon này là chúng ta có thể tự lấy ở trên mạng nào đó. Ok, chúng ta sẽ đặt vào vị trí này đó. Và sau khi mà đã có một cái tin tức như thế này rồi thì các bạn nhớ một điều, nó chia thành ba khoảng cách. Thế là tôi sẽ chọn vào tách thứ hai và tôi sẽ chọn vào đây. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào tin tức, tin mới, tin thông báo đi, báo sản phẩm ưu đãi. Ok, và sau khi mà chúng ta chọn vào cái tin tức này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái thông số. Thì lúc này tôi có thể chọn đến 16 thì cái text của chúng ta sẽ được nha. Và tất nhiên là phông chữ robot to để chúng ta có thể chọn một cái text, và cái text này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ nó có thể là nét đậm lên, và chúng ta chọn một cái nét đậm lên, ví dụ chúng ta chọn là bold, được không? Sau khi chọn là bold xong thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta sẽ phải ấn vào Ctrl H thì cái này nó sẽ nằm đây, nó 1, 2, 3, 4, nó vừa đúng 4 cột rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là tiêu chí số 1 của chúng ta nào. Và tiếp theo của các bạn nó sẽ có một cái mục thứ hai là miễn phí giao hàng. Và để miễn phí giao hàng thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta cũng sẽ phải tìm một cái hình ảnh nào đó liên quan đến việc giao hàng. Có những cái người thì người ta sẽ để một cái hình, một cái giỏ hàng hay là cái gì đấy tùy các bạn. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng. Ví dụ như chúng ta cũng lên trên mạng và chúng ta sẽ tìm những cái hình ảnh. Và giao hàng thì tôi có thể để một cái hộp quà. Chúng ta sẽ để một cái hộp quà như này và chúng ta lại kéo sang Photoshop. Nhớ là các bạn sẽ có một cái file AI. Sau khi mà đã có xong cái này thì hai cái file nó khá là bằng nhau, các bạn nhìn đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào vị trí số 2 nó đặt ở đây. Đấy nhá, rất là cẩn thận nhá. Sau tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái là gọi là miễn phí giao hàng trong ngày. Có nghĩa là có rất nhiều người thì là rất lăn tăn trong cái chuyện là khi mua hàng xong thì chúng ta sẽ giao hàng như nào. Thì ok, chúng ta sẽ chọn vào đây là miễn phí giao hàng hôm nay.
Ok, có nghĩa là với một cái người ta sẽ đưa vào đây, khi bạn thích vào đây thì nó sẽ có một cái chính sách cho các bạn là khi bạn mua với giá trị là bao nhiêu tiền, chính sách bao nhiêu tiền thì tôi sẽ miễn phí cho bạn. Ok, và người ta cũng có thể có một những cái chính sách là ví dụ như là bạn ở trong vòng bán kính là 20 km hay là 30 km hay là 40 km hay là 50 km thì tôi sẽ miễn phí giao hàng. Hoặc là người ta sẽ đưa ra một chính sách giờ là khi bạn mua vào giờ vàng như này thì tôi sẽ miễn phí giao hàng trong ngày hôm nay. Đó, có nghĩa là người ta sẽ tạo ra những cái điểm nhỏ nhỏ để khi bạn sẽ phải kích thích cái lòng tham của bạn và bạn phải chốt đơn trong cái tầm đó thì người ta mới ok được. Các bạn nhớ nhá. Và tất nhiên là để muốn lên một cái chiến dịch như này thì các bạn sẽ phải nhớ là cái khách hàng của ta và cái người làm design web thì người ta sẽ phải làm rất nhiều tiêu chí. Ví dụ người ta sẽ truyền thông quảng thơ, truyền thông một thời gian là ví dụ truyền thông trước 2 ngày để cái ngày hôm đấy người ta sẽ chốt đơn. Người ta chốt đơn bằng cách nào? Ví dụ người ta viết chạy quảng cáo Google hay là AdWords hay là như thế nào đó để người ta có thể vào đây. Và tất nhiên cái tiêu chí số 3 của chúng ta là cái gì? Hỗ trợ. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là hỗ trợ. Ở đây thì lúc này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản nữa, là chúng ta sẽ có một cái chương trình là chúng ta sẽ có hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ đặt vào đây. Ở đây thì người ta gọi là hỗ trợ hay là tư vấn viên gì đấy thì tùy các bạn, nhưng mà tóm lại thì tôi sẽ đặt về vị trí như thế này. Được không ạ? Tôi sẽ đặt ở đúng mép của sản phẩm, tôi đặt đúng mép nha. Ok, cái này thì tôi sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ phải chốt nó ở chỗ này. Tôi sẽ chuột hóa, tôi sẽ chốt nó ở chỗ này, tôi sẽ đẩy ở trong. Có nghĩa là tất cả mọi thứ này chúng ta sẽ bắt đầu từ cái vị trí đó là cái này. Các bạn nhìn thấy tôi chưa? Đặt đúng sát mép, cái này sẽ khoảng cách từ bao nhiêu đến bao nhiêu, khoảng cách từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Ok rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây, chuột phải, chúng ta chọn vào đây sản phẩm mới bán nhau. Ok rồi, xong 1 2 3 4. Ok, 1 2 3 4, được rồi, miễn phí rồi. Ok thì lúc này chúng ta sẽ gọi là hỗ trợ khách hàng. Control A, hỗ trợ khách. Ok, và sau khi mà đã có hỗ trợ khách hàng xong thì các bạn ấn vào Ganjonet lại giúp tôi cái, bởi vì làm đâu thì chúng ta sẽ tương tác đến đấy. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái text của chúng ta nó sẽ có một cái màu, nên tôi sẽ chuột phải chọn vào nó, giữ shift chuột phải chọn vào nó, giữ shift chuột phải chọn vào nó, và chúng ta chọn vào T. Và tất nhiên là khi mà tích vào đây thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu để là đúng cái màu của cái thương hiệu của chúng ta. Và lúc này sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H. Các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl H của chúng ta. Tại vì khi mà đi ra web của chúng ta thì cũng có những cái phương diện là chúng ta tìm những icon nó phù hợp, và tất nhiên cái biểu tượng icon này sẽ phải được cần vẽ lại, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta để nguyên một cái phiên bản như này được. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Và để muốn vẽ được cái này thì các bạn có thể sang AI và các bạn có thể vẽ lại, hoặc các bạn có thể vẽ trực tiếp trên trên Photoshop hay là gì cũng được nhá. Ví dụ như là hỗ trợ thì tôi sẽ chọn vào người. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình người chẳng hạn, ví dụ ăn group, chúng ta sẽ chọn vào đây. À, thế nào nhỉ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. À, chúng ta sẽ chọn một cái hình. Và các bạn sẽ chờ tôi trong giây lát để chúng ta có thể chọn nữa. Và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng, một cái hình rất là đơn giản, giữa người và người mà chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như icon như thế này. Ok, biểu phí man chúng ta hỗ trợ. Ok, lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ cầm các bạn kéo sang Photoshop cho tôi, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái icon của hai thằng người với nhau. Và tất nhiên là lúc này thì cái này không dùng nữa thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây, chúng ta sẽ đặt về vị trí đúng chính xác nha, sau đó chuột phải cái này bỏ đi, sau đó chuột phải cái này sẽ đẩy xuống. Ok, và tất nhiên để muốn cho chính xác nữa về cái chiều nằm ngang của các bạn thì các bạn cứ đặt như này là chắc chắn chính xác rồi đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và lúc này thì tôi đã chọn xong cái phần đó là về về giao hàng của chúng ta. Và tất nhiên sau khi mà chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H thì nó sẽ tạo ra cái lưới để cho các bạn lựa chọn. Và tất nhiên là khi mà làm bên đây chúng ta sẽ có những cái giá trị để chúng ta có thể làm được, là chúng ta sẽ tạo ra những cái vạch để chúng ta có thể tạo ra một sự phân cách cho nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H và Ctrl H như này để chúng ta không gọn. Lúc này để muốn tạo ra một cái vạch ở giữa thì các bạn sẽ nhìn này, dùng công cụ M và tôi sẽ dùng một pixel theo chiều nằm dọc, và tôi tích thẳng vào điểm giữa của cái lưới của chúng ta thôi. Và sau khi tích xong thì chúng ta sẽ làm gì? Lập ra một layer mới bằng công cụ đó là
chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này, chúng ta sẽ lập ra một name mới. Sau khi đã có name mới xong thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, đó là tôi sẽ đổ màu vào đây. Về Ctrl D, Ctrl H, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái lưới của tôi. Cái vạch của tôi, sau khi đã có vạch xong, chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta sẽ quét qua bằng cái chiều cao của đối tượng thôi. Ví dụ như trong đây là cái vạch của tôi. Và tôi sẽ sử dụng một cái lệnh đảo ngược vùng chọn bằng Ctrl Shift Y và tôi xóa đi thì tự khắc tôi chỉ còn ở cái bên này thôi. Và tất nhiên là bạn yên tâm một điều rằng với cái này thì các bạn có thể chọn một cái biểu tượng nào có thể là giống màu như đối tượng có được không. Ok, khóa nền và đổ màu thôi. Sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình của chúng ta, thì chúng ta sẽ ấn vào số 2, số 3 bởi vì nguyên tắc của những cái nét này thì không bao giờ được rõ hình. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl H lần thứ hai và chúng ta sẽ dịch chuyển đúng nơi quy định. Đây là cái vị trí mà của chúng ta. Và chúng ta ấn vào Ctrl H thì tôi đã có được vị trí số 2. Tất nhiên là cái chữ này nó sẽ ngắn bởi vì là cái text này của chúng ta nó sẽ đến đây, các bạn nhìn đúng không ạ? Tất nhiên là các bạn muốn chia đều thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ nằm ở vị trí 4 ô, 4 ô, 4 ô, 4 ô. Ok. Sau khi đã làm xong được cái phần mà đối tượng và những cái tiêu chí xuống dưới cái cấp độ thứ hai thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một khoảng nghỉ cho các bạn, đó là những cái tiêu chí, những cái icon. Nó sẽ đối nghịch lại cái độ thoáng và nó tạo ra sự tập trung cho cái phần mà design phần phía trên cho các bạn. Và tất nhiên là khi design phần phía trên nó đẹp rồi thì các bạn sẽ hút mắt vào cái đó. Phần thứ hai nó sẽ có tin thông báo sản phẩm mới. Rồi chúng ta sẽ có là miễn phí giao hàng ngày hôm nay. Có nghĩa là những cái tiêu chí đấy nó tạo sức hút cho cái người mà người ta sẽ phải đọc, người ta sẽ phải tích. Rồi hỗ trợ khách hàng, khi bạn tích vào đấy thì nó sẽ có support cho khách hàng. Ví dụ như là về sản phẩm, về bảo hành hay là về cái gì đó tùy các bạn. Ok, xong xuống phần dưới thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có một cái tiêu chí nữa. Và lúc này khi mà đã có tiêu chí như này thì các bạn có thể chọn vào cho tôi. Ví dụ nếu mà bạn cân nhắc, chúng ta chuột phải chọn vào đây, chọn vào chuột đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta làm thì chúng ta có thể là sử dụng những cái tiêu chí. Ok, chúng ta sẽ phóng to một tí nè. Chuột phải vào biểu tượng. Chuột phải vào biểu tượng. Đó, và giữ chuột phải vào biểu tượng. Và lúc này sau khi mà đã chọn xong cái này xong thì cái này khi mà các bạn đã trở thành khuôn mẫu thì các bạn nên group nó lại bằng Ctrl G. Bởi vì khi Ctrl G rồi thì lần sau khi mà bạn design mà bạn cần một cái form giống như này thì bạn chỉ việc kéo cả cái cụm này đưa sang thì cái design của bạn cho một trang web nó sẽ rất là nhanh. Ok, và sau khi đã chọn xong được cái vị trí này xong thì tôi sẽ tạo ra một cái khung ngang ở phần phía dưới và bắt đầu tôi sẽ làm thêm một cái phần nữa. Ví dụ lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nét gạch ngang theo chiều ngang các bạn có thể thích vào đây cho tôi. Lúc này thì sau khi mà đã làm xong cái phần này thì chúng ta sẽ ấn F7 và chúng ta lập ra một layer mới. Và chúng ta sẽ đổ màu bằng Undelete. Sau khi Undelete xong thì bạn sẽ ấn vào số 3 cho tôi hoặc ấn số 2 để làm sao để cho nó mờ hơn. Bởi vì nguyên tắc của những cái đường nét này không bao giờ được rõ hình nha các bạn nhớ nha. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn vào đây xong thì tôi sẽ có một cái nét gạch ngang đúng bằng cái chiều này. Tôi ấn vào Ctrl Shift Y là đảo ngược vùng chọn và xóa đi. Thì bạn yên tâm một điều là cái nét tôi sẽ rất là chính xác. V, chúng ta sẽ đẩy đối tượng này xuống dưới một tí để có khoảng cách với một cái tiêu chí như thế này. Ok, thế là tôi đã thiết kế được xong cái phần đầu của cái phần đó là phần design web của chúng ta và ấn vào Ctrl R. Lúc này chúng ta sẽ xuống dưới thì ở đây nó sẽ có một cái sản phẩm đặc trưng hay là sản phẩm tiêu biểu hay là gì đó thì tùy theo tính chất của các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ ghi một cái tiêu chí. Lúc này thì các bạn đang thiếu một cái sắc độ, đó là sắc độ màu đỏ. Nên là để muốn có một cái sắc độ màu đỏ thì đầu tiên tôi sẽ phải copy một cái đoạn text. Tôi sẽ chọn ở đây, tôi sẽ ghi là sản phẩm. Ctrl A, chúng ta sẽ chọn là sản. Chúng ta sẽ chọn là sản phẩm. Với cái sản phẩm tiêu biểu này thì các bạn có rất nhiều cách thức, có những người thì đặt cái text nào vào giữa, có những người thì đặt text bên cạnh và có thể tạo ra những cái tín hiệu khác biệt. Ví dụ như các bạn có thể chọn một cái biểu tượng hình tam giác và cái biểu tượng hình tam giác đây để chúng ta có thể kéo ra, ví dụ như vậy cũng là một cái cách. Cách thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu và cái màu này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái pixel size và có chiều ngang là 70. Ok, tôi sẽ cần tôi kéo đây là cái hình của tôi.
Và sau khi đã làm xong, tôi lập ra một layer mới và tôi dùng công cụ in ngắn, tôi chỉ vào đây, tôi lấy được cái màu của logo và tôi kéo xuống, tại vì bắt đầu nó xanh nhiều quá rồi thì chúng ta phải có đỏ để chúng ta có sự hút mắt ở phần tiếp theo. Và tất nhiên sau khi làm xong đến đây thì tôi có sản phẩm tiêu biểu, tôi đặt lên phía trên. Và cái chữ này thì các bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta sẽ phải đặt tích vào trong. À, với cái cách tích vào trong như này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ có được một cái tích T, và chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu trắng cho các bạn. À, trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là một cái hình tam giác. Và lúc này thì chúng ta có thể là lấy ướm từ cái logo của chúng ta ra, thì chúng ta có thể chọn một cái hình đó là polygon. Ok, chúng ta chọn vào. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ cầm và chúng ta có thể kéo trực tiếp sang Photoshop. Ví dụ như đây là cái hình của chúng ta. Và sau khi đã hình chúng ta xong như này thì các bạn sẽ nhìn này, ở đây nó có rất nhiều tiêu tiêu chí để chúng ta làm. À, ví dụ như chúng ta có thể đặt vào đây để thể hiện rằng cái cụm này là của tôi. Được không ạ? Ok, và cũng có thể là cái này các bạn sẽ vát chéo theo chiều như thế này, bạn phóng to lên, bạn vát chéo đến đây và bạn sẽ kẻ một cái nét mảnh như này, thì đấy là cái việc mà của chúng ta cũng tương tự như vậy. Vậy thì ví dụ trong trường hợp này thì bạn sẽ để một cái thanh màu đỏ hay là để một cái thanh màu như thế nào thì đấy là tùy thuộc về tính chất của các bạn thôi. À, lúc này thì tôi sẽ phóng to và các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái miếng màu màu của chúng ta đi. À, với cái này thì các bạn chỉ cần chọn vào cho tôi một cái tiêu chí. À, các bạn sẽ lập ra một layer mới và ép đối tượng nó lại trở thành hai. Đây hai cái này tôi ép lại bằng chọn vào layer shift. Chúng ta ấn vào Ctrl+N là ép nó thành một, và lúc này tôi sẽ khóa lại. Dùng công cụ Y ngắn và chỉ thẳng vào đây và dùng lệnh Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã có một cái màu. Lúc ngoài tôi đẩy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có sản phẩm tiêu biểu. Ok. Và sau khi đã có sản phẩm tiêu biểu để tạo ra một cái tính chất giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, thì tôi giữ phím Alt, tôi đẩy ra đây và tôi sẽ Ctrl+T và tôi sẽ phóng to bằng lệnh như thế này. Phóng to để làm gì? Để chúng ta có thể tạo độ vát chéo như thế này, để có thể là đó là một trong những cái tín hiệu mà tôi đưa ra để nó theo bộ nhận diện thương hiệu. Và tất nhiên sau khi đưa xong nha thì bạn sẽ chọn Append cho tôi, và tất nhiên là tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi sẽ tích vào đây một điểm, được không? Và tất nhiên là sau khi làm xong này thì tôi ấn vào Ctrl Enter, V chuột phải chọn vào cái đối tượng của chúng ta là 12 và chúng ta xóa đi, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình của tôi. Và cái này thì tôi cũng không cần dùng nữa, tôi cũng xóa luôn. Và tất nhiên là cái biểu tượng nét này nó hơi bị dài so với quy định. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ, nếu có cần cái nét này không, nếu không cần thì bạn có thể lại phóng to lên một tí nữa để chọn chính xác hơn. Chuột phải chọn vào biểu tượng là 11 và sau đó thì tôi sẽ xóa đi đi bằng delete, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng về hình cho cái việc design của tôi, về cái cách thiết kế, về cái hình của chúng ta là thiết kế như thế này. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Save As lại để chắc chắn hơn. Và lúc này thì chúng ta sẽ bày ra một thứ rất là quan trọng, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H. Lúc này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và chúng ta sẽ có 7 ô, và cái ô còn lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ như 6 ô thì là một nửa rồi. Và 8 ô thì chúng ta sẽ đến đây và một cái ảnh này chúng ta nằm đây. Thì các bạn nhớ một điều rằng ở đây người ta có rất nhiều cách bài trí để thay đổi khẩu vị của mắt, bởi vì khi mà chúng ta làm về thiết kế design web mà mắt chúng ta đi từ trên xuống thì cứ ngang 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 thì nó rất buồn mắt, và nó thậm chí là gây ra cảm giác đó là buồn ngủ. Thì đây là một trong những tư duy để cho cái người design của chúng ta phải thay đổi khẩu vị của mắt. Vậy thì nó sẽ liên quan đến những cái hình dạng bố cục. Và liên quan đến hình dạng bố cục thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi mấy cái điểm đó, và bắt đầu chúng ta sẽ design bằng cách như sau. Ví dụ này lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hình, tôi sẽ vẽ theo chiều nằm ngang, tôi sẽ dùng công cụ M và tôi sẽ vẽ từ trái vào phải. Các bạn sẽ 960 thì nó sẽ nằm đây là 4 cột. Ok, chúng ta sẽ 1, 2, 3, 4. Ok, chúng ta sẽ chọn cái này. À, lúc này thì các bạn sẽ trở về định dạng lô mờ để chúng ta có thể chủ động hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn vào vị trí là 1, 2, 3, 4, là 5, 6, 7 và 8. Tôi sẽ chọn vào 8. Đây là cái hình mà tôi sẽ làm. Ok, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị như sau, là lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu. À, chúng ta sẽ đổ một cái màu gì đấy, ví dụ như là y ngắn, tôi chỉ thẳng vào cái màn hình của chúng ta là màu ghi, hoặc là chúng ta có thể chỉ một cái màu nó nhẹ nhàng nha, tôi đổ màu.
Sau khi đổ màu xong thì bắt đầu chúng ta sẽ thuộc tính thứ hai, đó là gì? Chúng ta sẽ chuột phải chọn đeo chính cái phần phía trên, chúng ta giữ phí mang rồi chúng ta kéo xuống một chút xíu, nó có một cái khe và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Thì lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta kéo ra, chúng ta kéo ra thì ở đây nó sẽ có thuộc tính này, chúng ta sẽ chọn là 4 ô. Ok, sau khi mà đã có 4 ô xong thì chúng ta giữ phí man và chúng ta copy sang bên này, chúng ta sẽ có 4 ô tiếp theo bên bên tay phải. Và tiếp theo nữa là khi mà các bạn làm như này thì các bạn có thể tạo ra những cái khoảng không nó có thể bằng nhau. Đấy, các bạn có thể chọn là bằng nhau cũng có thể được, cũng chẳng vấn đề gì cả. Các bạn nhìn không? Tạo ra những khoảng không nó bằng nhau. Và sau khi mà tạo ra những khoảng không bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào một cái giá trị, đó là chúng ta sẽ vẽ một cái hình nữa, đó là chúng ta sẽ chuột phải chọn vào chính cái hình nó giữ phí ma, chúng ta chọn vào đây. Đây là một cái hình tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và với cái hình này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ giữ Shift để chúng ta đẩy lên này, để chúng ta sẽ có bằng theo chiều. Thì đây là một trong những cái bố cục mà chúng ta sẽ phải design. Và design này thì lúc này chúng ta sẽ có ngang, có dọc, có chia. Và lúc này tuân thủ theo giá trị đó là vẫn là Response Shift của chúng ta là 4 ô 1, cái này là sẽ là 8 ô 1. À, các bạn sẽ ấn vào Ctrl H cho tôi thì lúc này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc về hình như thế này. À, với cái này thì các bạn hãy chọn chuột phải cho tôi, thì đây là những cái thiết kế banner về quảng cáo, nó cần một sự thống nhất giữa bốn hình chứ không phải một hình. Nên là khi bạn design xong thì bạn sẽ phải ghép thử và để cho nó có sự hài hòa. Và cái này nó cần một cái bản năng để các bạn có thể, nó có thời gian lâu để bạn có thể luyện tập cái này cho tôi. Ok, lúc này chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào Ctrl O của chúng ta. À, lúc này thì các bạn sẽ đến một cái hương vị của đồng hồ và chúng ta sẽ chọn cái đồng hồ theo chiều nằm ngang. Ok, tôi sẽ tích vào đây. Và lúc này sau khi đã có một cái đồng hồ xong rồi thì chúng ta sẽ copy cái đồng hồ sang với Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? À, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi, thì chuột phải chúng ta sẽ chọn cái này bởi vì đây là cấu trúc nằm ngang. Ctrl A, G. Ctrl A, G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn sẽ thu nhỏ cái hình này lại. À, và lúc này thì khi mà đã thu hình này lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã bắt đầu có một cái lựa chọn cho nó rồi. Chúng ta sẽ đẩy lên một tí, Enter. Thì các bạn đã có hình một, và sau khi đã có hình một xong thì tôi khuyên các bạn là ép nó vào luôn bằng Ctrl E để cho nó nhiều layer quá thì nó sẽ bị nặng. Bước thứ hai của chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng số 2 là hình dọc, và cái hình dọc này chúng ta cũng có thể chọn vào chuột phải chọn vào Ctrl O tiếp theo một lần nữa. À, với cái cấp độ như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta chọn được một cái nhân vật, nhân vật nào đó theo chiều nằm dọc. Ok, các bạn có thể chọn một chiều nằm dọc, có thể là chúng ta có thể chọn nữ, có thể chọn nam hay là chọn cái gì đó. Ok, chúng ta sẽ chọn vào vị trí, chúng ta sẽ chọn vào đây. À, chúng ta sẽ chọn vào Tiger. Rồi, ok, chọn vào Ctrl A, Ctrl C. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chuột phải chọn vào biểu tượng và Ctrl V. Tiếp theo một lần nữa thì chúng ta chọn vào Ctrl N, G. Cái này thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống. Và tất nhiên là có nhiều người có thể design cái dòng chữ của chúng ta nó đẹp hơn. Còn cái mà nó đã có rồi thì thôi, ok. Chúng ta thấy là đây là một cái poster, và đây là những cái poster mà sản phẩm tiêu biểu để người ta có thể kích vào người ta xem. Và tất nhiên là trên đây nó phải có nội dung thông tin hấp dẫn, bởi vì cái thông tin hấp dẫn này nó phải được bàn với bộ phận về phát triển sản phẩm, bộ phận về nghiên cứu thị trường và bộ phận về marketing, về chạy quảng cáo như thế nào. Can trốn là chúng ta sẽ chuột phải vào đây, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl E tiếp theo một lần nữa. Tiếp theo đến sản phẩm lại thì chắc chắn là tôi sẽ có thấy là cái dài ngang dọc rồi. Ok, thì chúng này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl N tiếp theo. À, lúc này thì các bạn sẽ chọn kéo xuống cho tôi một tí và chúng ta sẽ chọn những cái tông màu của nó có thể sáng hơn. Ví dụ tôi sẽ chọn ở đây, đây là một sản phẩm này. À, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì chúng ta sẽ tắt bỏ đi. Chuột phải sang bên này thì chúng ta sẽ làm sao? Chuột phải chọn ở đây, Ctrl V. Với cái này thì chúng ta chọn vào Ctrl N, G và Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại cái hình. Và đương nhiên là làm đến đâu thì chúng ta sẽ phải save file đến đấy là chuyện đương nhiên rồi. Nên là các bạn lưu ý cho tôi cái này một tí, đúng không? Ok, chúng ta sẽ thu nhỏ đây để tạo ra một sức sống trong cái phần thiết kế của chúng ta, không phải là cái gì nó tối quá, đúng không ạ?
Ok, chúng ta sẽ chọn vào Control E, và tất nhiên cái phần text này các bạn cũng có thể design, nhưng design lúc này thì cái ảnh của chúng ta nó chỉ to tầm này thôi. Vậy thì cái chữ của bạn sẽ chiếm vào bao nhiêu phần và text của chúng ta sẽ đặt ở đâu thì đấy là việc mà chúng ta phải nghiên cứu với phần bộ phận thiết kế của chúng ta đấy ạ. Và chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào phần tiếp theo, một nữa là chúng ta sẽ chọn vào Control O. Và cái phần này thì các bạn sẽ cần kéo xuống cho tôi và tất nhiên là tìm đến một cái hình ảnh. Và tất nhiên là khi mà tìm hình ảnh thì nó có rất nhiều những khía cạnh cho các bạn lựa chọn. Ví dụ chúng ta có thể chọn một cái cô gái hoặc là chọn một sản phẩm tiếp theo nữa. Ok, chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo bộ đôi, bộ ba. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl E, chọn hết, Ctrl C, copy, và sau đó tôi lại tắt bỏ cái phần này đi và tôi chuột phải, tôi chọn vào đây Ctrl V. Ctrl+G và Ctrl+T để chúng ta có thể thu nhỏ xuống. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái cấu trúc bố cục của chúng ta nó chỉ là những cái lệnh mà chúng ta đã được học thôi. Đấy, có nhiều người khi mà học đến phần design web thì không thể có một cái việc mà em biết sơ sơ về Photoshop được, mà chúng ta phải biết rất là chắc chắn đây ạ. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần hình của tôi đã được trình bày xong, và tôi ấn vào Ctrl E như bình thường, và cái này tôi sẽ chuột phải vào đây. Cái này thì không biết, tôi đã Ctrl E cho Ctrl E rồi. Ok. Sau khi đã làm thực xong tổng quan, khu vực thứ hai là sản phẩm tiêu biểu được trình bày với dạng, đó là sản phẩm được trình bày dưới dạng banner. Các bạn nhớ là được trình bày với dạng banner. Vậy thì để trình bày dưới dạng banner thì các bạn phải nhớ một điều rằng chúng ta phải trình bày làm sao cho nó đẹp, trình bày làm sao cho bắt mắt, nhưng tổng quan nó phải hài hòa, bởi vì bốn cái sản phẩm này khi đặt lên nó sẽ phải có một cái sự thống nhất, kéo màu hay như nào đó thì tùy theo tính chất của các bạn. Ok, tiếp theo sau khi bạn đã làm xong được cái sản phẩm này thì các bạn sẽ xuống dưới thì người ta sẽ có trình bày sản phẩm. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ có những sản phẩm, tất nhiên là trên nó có sản phẩm tiêu biểu, và cũng có thể là chúng ta sẽ phải thay thay một cái text, ví dụ không phải là sản phẩm tiêu biểu nào mà sản phẩm ví dụ sản phẩm bán chạy chẳng hạn, được không ạ? Đây, vậy thì đây là hoặc là sản phẩm tiêu biểu thì ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm bán chạy, chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta có một cái tab cho các bạn sẽ nhìn cái này. Chúng ta chuột phải chọn vào cái này lần thứ hai. Và chúng ta chuột phải chọn vào cái này lần thứ ba, các bạn sẽ nhìn thấy này, đúng không ạ? Ví dụ tôi có ba cái này, 1 2 và cái này tôi sẽ chọn là 3. Và sau khi chọn là 3 xong thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl+G lần thứ hai, thì ở group này thì tôi sẽ cầm và tôi kéo xuống một chút xíu. Thì có được vị trí số 2 nó nằm ở đây. À, với cái này thì các bạn sẽ thay đổi cho tôi một cái này là sản phẩm, ví dụ tiêu biểu ở đây thì tôi sẽ có sản phẩm là bán chạy. À, sau khi đã có sản phẩm bán chạy thì sau đó thì tôi sẽ thay đổi một cái màu, ví dụ lúc này tôi sẽ chọn vào in ngắn rồi tôi thay đổi màu, tôi tích vào đây một cái, tôi lấy cái màu là xanh đỏ để nó thi theo thống nhất chứ không phải cái gì nó cũng đỏ mãi được. Ok, tôi chuột phải, tôi chọn vào vị trí 12, đây là cái vị trí của tôi, và lúc này thì tôi sẽ khóa nền lại và tôi đổi màu thôi. Các bạn xem như thế, đây là cái phần đổi màu của tôi và nó sẽ rất là dễ chịu khi mà chúng ta thay đổi như vậy ạ. Ok, tiếp theo chúng ta chọn vào đây và tôi cũng chơi một trò chơi, đó là khóa nền lại và tôi đổi màu bằng Alt Delete, thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có sản phẩm bán chạy như bình thường. Với sản phẩm bán chạy thì tôi lại không trình bày theo kiểu sản phẩm như này nữa. Ok, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl S lại để xếp lại cho chúng ta, và lúc này thì các bạn sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ trình bày dưới dạng ngang và chúng ta sẽ chia theo là 4 cột 1, 4 cột 1, được không ạ? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H. Với Ctrl H này này, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng đó là ô vuông, và chúng ta sẽ trình bày dưới dạng là 4 ô này theo chiều 5 dọc. Và các bạn lưu ý cho tôi một vài cái điều như sau, là khi mà chúng ta làm như này thì tại vì là sản phẩm của chúng ta liên quan đến thời trang nên các bạn có thể làm như này. Còn nếu mà chúng ta liên quan đồng hồ thì chúng ta có thể nắm hình chữ nhật nằm ngang theo tính chất của các bạn có thể chọn đây. Đúng không ạ? Ok, và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới, và lúc này chúng ta sẽ đổ một cái màu thôi. Và sau khi đổ màu bằng Alt Delete xong thì chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy sang sản phẩm số 2. Giữ phím. Nào các bạn nhìn này, và sau đó thì chúng ta sẽ chuột phải vào cái biểu tượng của chúng ta, đó là gì? Chúng ta chọn là 15 và chúng ta lại giữ phím Alt và chúng ta lại copy như bình thường như này. À, và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là sau khi mà chúng ta copy xong thì chúng ta đã có những cái khung về thiết kế của chúng ta. Và sau khi đã có khung thiết kế xong thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày sản phẩm, và thì ở trong sản phẩm thì nó có những tiêu chí như sau, và lúc này chúng ta sẽ được quyền ấn vào Ctrl H để chúng ta sẽ tắt lưới của đối tượng đi,
Và lúc này thì cái phần text của chúng ta sẽ được quyền là chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cái phần text này, chúng ta giữ phím man, chúng ta copy xuống dưới. Và lúc này tôi sẽ chọn vật T và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu luôn của thiết kế của chúng ta luôn. Đây ạ. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ kéo xuống. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ có một cái tên sản phẩm. Và các bạn để ý rằng là khi mà mình đánh cho tên sản phẩm thì chúng ta sẽ đánh rất là thoải mái. Ví dụ tiêu chí của một cái tên sản phẩm thì chúng ta ấn vào đây Ctrl E. Tại vì khi tại sao tôi lại copy cái text từ phía trên xuống dưới, bởi vì tôi quy định là cái style cho cái chữ của chúng ta là cùng cỡ. Bởi vì như vậy thì cái người lập trình người ta sẽ biết cái style của chúng ta sẽ rất chuẩn luôn, chứ không phải như chúng ta lộn nhộn được. Bởi vì nó sẽ quy định là cái chữ nào là dành cho tiêu đề, cái chữ nào dành cho nào cùng cấp, thì khi mà người ta thay đổi, người ta chỉ cần chọn được thực tính là người ta tăng size nên tự khắc nó sẽ toàn bộ thay đổi theo nhé. Nên là các bạn sẽ nói chuyện với dân lập trình thì các bạn sẽ biết được điều này. Ok, chúng ta sẽ gọi là tên sản phẩm. Tên sản phẩm. Và tất nhiên là không phải là tên sản phẩm mà chúng ta ghi AB mà người ta ghi thẳng tên luôn, chứ không phải tên sản phẩm hai chấm. Nên là các bạn hiểu cái này chưa? Tên sản phẩm. Sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái text. Và cái text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng là không phải text in in như bình thường nữa, mà chúng ta chọn nha. Và chúng ta sẽ có tên sản phẩm. À, đầu tiên thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ ấn vào tên sản phẩm. Và tất nhiên là các bạn có thể ghi hai chấm, hoặc các bạn có thể ghi một cái tên sản phẩm đó là tên bình thường. Và tất nhiên là cái tên này thì các bạn nhớ một điều rằng là ví dụ như là có thể là đồng hồ nam gì đấy, đồng hồ nam siêu đẹp chất, ví dụ như này. À, phần tiêu chí thứ hai của các bạn là gì? Khi mà chúng ta đã có tên sản phẩm rồi thì chúng ta sẽ có một cái phần xuống dòng, chúng ta sẽ có giá, chúng ta sẽ ghi là một con số. Thì trong cái phần trình bày giá nó cũng có rất nhiều tiêu chí cho các bạn. Ví dụ chúng ta sẽ ghi là 800k hoặc là 5 triệu, ví dụ như là 2 triệu chấm 123, và chúng ta sẽ ghi là Việt Nam đồng. Ok. Và tiếp theo xuống dưới nữa thì các bạn sẽ có một cái nữa là các bạn có thể là ghi một cái chi tiết. Chúng ta có thể chi tiết. Và lúc này sau khi mà chi tiết xong thì các bạn ấn vào Ctrl Enter cho tôi, thì ở đây chính là một cái tiêu chí về một cái tên sản phẩm. Và tất nhiên là trong cái phần tên sản phẩm này thì nó hơi bị xa về cái phần thiết kế của chúng ta, thì chúng ta sẽ quét qua cả hai cái này giúp tôi cái. Các bạn sẽ tích vào đây. Và giữ phím man thì chúng ta sẽ đẩy đối tượng xuống để nó có khoảng cách xa là tên sản phẩm khác và chi tiết sản phẩm thì nó lại khác. Và phần thứ hai nữa là cái tách giá của chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm một cái biểu tượng như là màu đỏ như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn đấy. Cái này có thể là bồn đậm, các bạn đồng ý không ạ? Sổ xuống chúng ta sẽ chọn vào bồn đậm. Và cái màu của chúng ta đang được một sử dụng một cái màu rất là hay, đó là chúng ta sử dụng màu đỏ thì chúng ta có thể sử dụng màu đỏ luôn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang dùng cái sự nhấn nhá cho thiết kế của chúng ta, nó vẫn là may quá này, cái màu của chúng ta vẫn là tông màu đỏ thì chúng ta được quyền dùng như thế này. Ok, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ cầm đây, và tất nhiên là các bạn sẽ phải căn rất là bằng so với phần phía trên chứ không phải tụt ra tụt vào nhá, các bạn ý nhá. Mà lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái vị trí là tôi lập ra một layer mới và tôi chọn vào công cụ bút B. Với cái bút B như này các bạn sẽ chấm cho tôi, ví dụ tôi chọn vào đây 1, tôi chọn vào đây 2, tôi chọn vào đây 3, tôi chọn vào đây 4. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn vào đây tiếp theo. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi đã được làm xong, và tôi tích vào đây một cái nữa. Có rất nhiều cách làm, nhưng mà đây là những cái cách làm mà chúng ta sẽ phải đi từng bước một để chúng ta hiểu được bản chất của chúng ta ra sao, và làm nó không dễ dàng một tí nào cả. Ok, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Với cái này thì sau khi làm xong thì tôi khuyên các bạn hãy chọn vào chúng ta và chúng ta chuột phải vào biểu tượng. Và tất nhiên là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G là chuyện đương nhiên rồi. Và sau khi ấn vào Ctrl G chúng ta giữ phím man, chúng ta copy đây, chúng ta sẽ căn bằng đầu bên tay trái và chúng ta sẽ chọn vào đồng chính hãng.
Ok, và lúc này thì các bạn, tôi khuyên các bạn hãy thay đổi những cái khẩu vị của nó. Chúng ta có thể tăng lên số 6, 6 triệu. Và sau khi mà đã có 6 triệu xong thì chúng ta sẽ chuột phải chọn ra cái group 3 và chúng ta giữ phím man, chúng ta tắt đây. Ok. Và chúng ta ghi đồng hồ. À, tất nhiên là có tên nhá, nhưng mà tôi đặt cho nó có thôi, số 1 chẳng hạn, nó có tên đàng hoàng. Và đúng rồi, chúng ta sẽ có số 9 chẳng hạn. Ok. Và tất nhiên là khi mà muốn tìm hiểu thì chúng ta sẽ tích vào chi tiết để chúng ta rõ ràng nha, bởi vì là trước khi mua một cái sản phẩm thì ngoài nhìn ảnh xong thì người ta phải tích vào, thì ở đây nó sẽ có các thông số, bởi vì sau khi làm cái này thì chúng ta sẽ phải làm thêm một công đoạn nữa, đó là tích vào sản phẩm nó sẽ ra sao. Và tất nhiên là sau khi mà trình bày từ trên xuống dưới rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ phải ấn vào C để chúng ta kéo dài tiếp theo nữa, để làm gì, để chúng ta có thể có được cái nền tảng tiếp theo như này. À, sau khi mà đã làm xong được cái biểu tượng nhai xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần hình của chúng ta đang thiếu, nên là chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O và tiếp theo này chúng ta sẽ chọn là trình bày sản phẩm thôi. Lúc này thì các bạn kiếm những sản phẩm làm sao cho nó bắt mắt, ví dụ có những người thì người ta đặt như này, có những người theo chiều ngang chiều dọc. Ok, các bạn có thể chọn vào những cái hình ảnh nó không có nền, cũng là một cái cách thức để các bạn lựa chọn. Và nếu mà đã chọn vào nền không nền như này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng nó sẽ thiên về chiều chiều nằm dọc cho các bạn, nên chính như vậy mà nằm dọc như này thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại là cái text của chúng ta nó có được ổn không. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn 1, 2, 3, chúng sẽ ấn vào. À, vậy thì cái này thì chúng ta sẽ không có nằm ngang, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào group 3, chọn vào group này. À, tiếp theo chuột phải chọn vào group này và chúng ta sẽ kéo từ trên xuống. Tạm thời đấy đã, chúng ta chọn là 10 năm, chúng ta chuột phải chọn là 10 năm tiếp theo, chuột phải chọn 10 năm tiếp theo, đó là giữ shift nhá. Các bạn sẽ ấn vào đây và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T, giữ shift, chúng ta kéo tập tập xuống nhảy. Thì đây là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ làm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuột phải group 3, chuột phải group 3 tiếp theo, và chuột phải group 3 tiếp theo, giữ shift, chúng ta đẩy xuống nhảy. Thì bạn yên tâm một điều rằng nó rất là chính xác nhé. Đấy, các bạn nhìn không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái thời khắc của chúng ta, đó là chọn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn vào cái nền. Và trong cái thiết kế của chúng ta thì cũng có một cái tư duy nữa, những cái kia để trong khung, thì cái này thì khi mà chúng ta làm chúng ta sẽ để ngoài khung thì nó cũng rất là đẹp. Ví dụ chúng ta chọn số 1, chúng ta sẽ chọn vào số 2 và chúng ta sẽ chọn vào số 3. Chúng ta sẽ có ba cái. Và ba cái này thì tôi sẽ đặt ra các tiêu chí như sau. Ví dụ cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Và sau khi ấn Ctrl A, Ctrl C xong thì tôi tắt bỏ nó đi thì tôi sẽ quay trở về cái trang chủ, tôi chuột phải chọn vào cái 15 và Ctrl V. Ctrl G và Ctrl T để chúng ta thu nhỏ lại. Với cái ảnh to như này thì các bạn sẽ chắn là bạn sẽ phải thu nhỏ, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Và khi thu nhỏ này thì bạn sẽ đặt ở đây cho tôi. Thu nhỏ lại một tí nữa. Ok, và thu nhỏ lại tí nữa. Đấy, ví dụ như này. Vậy. Và sau khi mà đã thu nhỏ được, nó cũng khá là tầm tầm rồi như này, được chưa, thì các bạn sẽ nhìn này, tôi ấn Enter. Thì trong cái phần này khi mà cái ảnh của chúng ta nó đã được cái thể hiện rồi thì các bạn có thể thực hiện một cái thao tác như sau, đó là gì, cái nền của chúng ta là tôi ấn vào đây và tôi sẽ khóa nền lại, tôi chọn là một cái màu, đó là màu trắng. Và tiếp theo nữa là sau khi tôi đã có cái màu trắng xong thì các bạn đã có cái ảnh rồi, thì cái ảnh này các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ có những người thì người ta vẫn trau chuốt từng sản phẩm một, và cái việc trau chuốt đấy nó sẽ đem lại cho cái khách hàng, người ta sẽ có một cái cách nhìn về sản phẩm rất là rõ ràng. Ví dụ cái hình này. Và sau khi mà tôi đã copy xong mọi thứ rồi thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl Z và Ctrl T để tôi có thể thực hiện một chiêu thức là tôi đổ bóng một tí. Đó. Bởi vì là để cho nó bắt mắt mà. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái mặt nạ và chọn vào phím G. Gradient thì chúng ta kéo từ trên xuống dưới. À, các bạn có thể chọn là kéo từ trên xuống dưới. Đây là một trong những cái hình mà chúng ta có thể làm được. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn cũng có thể ép lại hai cái này thành một để chúng ta trở thành một cái sản phẩm. Và tiếp theo chúng ta chọn chọn sang cái số 2. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn sang cái số 2 thì tôi sẽ chọn vào đây là cái màu Ctrl E, Ctrl C. Bởi vì hai cái bên thì tôi sẽ để trắng ở giữa thì tôi sẽ để màu nó hơi đậm như này. Đây là chủ đề thôi. Và chính xác. Sau khi làm xong tôi cho chuột phải chọn vào cái 15 và tôi ấn vào Ctrl V. Ctrl G. Lúc này thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và chúng ta lại thu nhập về từ đây. Chúng ta sẽ kéo vào một tí nữa thì chúng ta sẽ đẩy phần này. Chúng ta sẽ kéo phần chút xíu. Chúng ta sẽ đẩy vào đây. Đúng không ạ? Và sau khi mà chúng ta sẽ chọn vào vị trí của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn Enter. Thì cái này chúng ta sẽ đặt sang bên tay trái. Và tất nhiên sau khi làm xong thì chúng ta lại cũng khóa nền cái đối tượng này và đổ một cái màu, đó là Ctrl đen.
Và sau khi Ctrl Alt xong thì tôi sẽ ép cái logo và cái khung lại bằng Ctrl Alt lại với nhau, thì đây logo đồng hồ tôi có này. Và với cái đồng hồ này thì tôi lại chọn vào vị trí là 18 và tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa, và tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo từ trên xuống dưới bằng Shift. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là sau khi tôi đẩy xong thì tôi sẽ đẩy lên như này và tôi thực hiện thao tác là tạo ra mặt nạ và dùng gradient và kéo từ trên xuống dưới. À, các bạn nhìn ạ, kéo từ trên dưới thì nó sẽ làm sao, nó sẽ mờ đi như này. Đó. Kéo nhập sao cho nó phù hợp để nó không bị ảnh hưởng đến cái chất của chúng ta. Và sau khi đã làm xong chúng ta sẽ có ép lại một bằng Ctrl E. Đây, đây là hình của tôi. Chuột phải chọn vào thằng 17 giữ Shift, chuột phải chọn vào thằng 17 copy và ấn vào Ctrl E tiếp theo hai thằng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên là có khung và dưới là không có khung. Rồi tiếp theo, bây giờ thì cái ảnh còn lại của các bạn là gì? Ctrl E chọn hết, Ctrl C copy và lúc này chúng ta copy thì cái file thiết kế nó sẽ nhẹ hơn. Tôi sẽ ấn vào Ctrl V thì lúc này tôi sẽ chọn vào Ctrl Alt G thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi ấn sang đây và Ctrl T thu nhỏ lại. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ. Đặt giữa màn hình cho tôi nhé để cho nó có cái kích cỡ bằng nhau. Và sau khi làm xong thì cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào hình dưới và tôi khóa nền lại, tôi đổ màu. Ctrl đen delete. Và sau khi chọn vào xong tôi sẽ ép cả hai bằng Ctrl E. Và sau khi Ctrl E xong thì tôi ấn vào Ctrl Z tiếp theo và Ctrl T và chúng ta kéo từ trên xuống dưới giữ Shift. Và với cái cách này thì bạn sẽ đẩy đối tượng lên trên. Ok, chúng ta sẽ đẩy lên này. Và trong trường hợp mà cái đối tượng của chúng ta nó sẽ xảy ra một cái vấn đề như sau thì các bạn để ý này. Ví dụ nó hơi nghiêng thì chúng ta có thể giữ phím Ctrl và chúng ta cập nhật được. Chúng ta sẽ đẩy lên nha cho nó chuẩn hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ phục chế thêm một tí nữa là chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ pen và chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây. Để chúng ta cắt bỏ đi bằng Ctrl Enter và xóa đi. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cái mép nó rất là sát nhau và lúc này thì còn của các bạn đó là gì, tạo ra mặt nạ. Tiếp theo chọn vào gradient đen trắng và kéo từ trên xuống dưới như này. Đó, các bạn nhìn không? Đấy là một trong những cái cách mà tôi đơn giản tôi xử lý cho các bạn từng tí một. Và tất nhiên là khi mà làm như này thì phải xử lý qua ảnh chứ chả có hơi đâu mà làm trên cái phiên bản được. Bởi vì một cái trang web mà nó được phát triển, nó được tốt bởi vì lý do là nó sẽ được design một cách đúng nghĩa, design một cách tốt hơn. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl H giúp tôi, các bạn nhìn không? Thì lúc này các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Một là các bạn sẽ tạo ra dòng phân cách giữa các đối tượng để nó cảm giác nó rất là ngăn nắp cho các bạn. Ví dụ, các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái biểu tượng như này, bạn tích vào đây cho tôi một cái. Và sau khi mà chúng ta chọn vào vị trí là một pixel theo chiều hướng dọc, tôi sẽ tích vào điểm giữa. Và sau khi chọn điểm giữa xong, tôi chọn vào Ctrl Shift Alt. Sau khi tôi chọn xong, tôi sẽ đổ màu bằng Alt Delete. Và sau khi chọn Alt Delete xong, tôi ấn vào Ctrl H thì tôi có được cái này. Thì lúc này dùng công cụ M và chúng ta sẽ quét qua vị trí cần thiết. Ví dụ như cái này này, tôi sẽ đẩy xuống đến đây. Đây là một cái tiêu chí chẳng hạn. Ok. Và sau khi tôi ấn vào Ctrl Shift Y và tôi xóa cái này đi thì tự khắc tôi sẽ làm sao? Tôi có được cái biểu tượng hình của chúng ta, được không? Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào số 3 để nó sẽ mở được giữ phím Alt, tôi sẽ kéo sang bên này. Các bạn sẽ nhìn thấy chắc chắn nó sẽ nằm như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần trình bày đồng hồ của chúng ta nó không bị khoảng trống rất nhiều và tạo ra sự ngăn nắp và nhìn rất là gọn gàng. Đầu tiên khi thiết kế của chúng ta nó phải gọn gàng đã. Còn sau này sáng tạo thì chúng ta sẽ sáng tạo theo. Nhưng cái sự sáng tạo của trong phần design web nó tùy thuộc với giá trị của dân lập trình. Nếu chúng ta không hiểu dân lập trình như thế nào và không hiểu tại sao người ta làm được cái này thì các bạn đừng sáng tạo nào, bạn vẽ uốn lượn nhé. Uốn lượn nhiều quá này chắc chắn là cái dân lập trình người ta sẽ không thích. Bởi vì phần thứ hai là design web nó vất vả hơn. Và cái độ nát vào trang nó sẽ chậm hơn bởi vì là phải dùng ở chỗ đấy là ảnh. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ cầm và tôi kéo xuống. Ồ trời ơi, chúng ta sẽ mất cái chi tiết của cái biểu tượng nét chấm rồi. Chúng ta vẽ lại một chút xíu. À, lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ đó là bút B như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, lập ra một layer mới. À, chúng ta sẽ tích vào đây một cái, 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 chúng ta tích vào đây một cái. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đi rất là kỹ nữa. Và tôi cũng đã giải thích cho bạn biết tại sao này nó có những cái mục đấy rồi. Và các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ chọn vào đây cho tôi và chúng ta sẽ chọn vào đây cho tôi. Sau khi đã làm xong thì bạn sẽ đẩy sang trái cho tôi. Và tất nhiên là những cái biểu tượng này thì chúng ta giữ phím Alt. Rồi chúng ta sẽ kéo sang đây.
Ok, chúng ta sẽ giữ phím an ship để chúng ta có thể đẩy nha. Và tất nhiên là sau khi làm xong chúng ta ấn vào Cantonair để nó ép thành một. Thì đây là cái sản phẩm bán chạy của các bạn, và sản phẩm bán chạy thì người ta để tránh trường hợp mà nó bị mất những cái chi tiết, có nghĩa là nó bị mất những cái mà cái khoảng không ở những cái vị trí này, thì người ta có thể tạo ra một cái nút bên tay trái, bên tay phải, có thể next back, hoặc người ta có thể dùng một cái tab sản phẩm bán chạy rồi khuyến mại hoặc gì đó thì theo tính chất nhá. Nhưng trường hợp này thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng là có thể là chọn vào 2 trang hoặc là 3 trang gì đó được không ạ? Ok, và chúng ta sẽ có một cái lời mời gọi, chúng ta có thể là vào cửa hàng hay là có thể là vào trang chi tiết của sản phẩm, thì các bạn có thể chọn một cái biểu tượng là ví dụ. Ok, sau khi đã làm xong đến đây xong thì các bạn sẽ ngồi, các bạn kéo xuống cho tôi, và tất nhiên ở đây chúng ta sẽ có một cái nét gạch ngang, và cái nét gạch ngang đấy thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái nét, và cái nét này thì tôi sẽ chọn là một pixel theo tiêu chuẩn nằm ngang, và tôi thích vào đây một cái. À, sau khi đã chọn xong tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ một cái màu. Sau khi đổ màu xong thì chúng ta sẽ ấn vào một cái lệnh nữa là Ctrl H để chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Với công cụ M này thì bạn sẽ quét qua từ đây bên này đến bên này cho tôi, và chúng ta chọn vào Ctrl Shift Y ngắn để đảo ngược vùng chọn bên ngoài, tôi xóa đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ có phần số 3 và Ctrl H thì tôi đã có được cái phần này. À, tiếp theo sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nút, và cái nút này được gọi là tạo ra một cái tính chất cho các bạn. Bạn có thể đặt sang bên tay trái và đặt sang bên tay phải. À, nút này thì các bạn có thể tận dụng ví dụ như cái biểu tượng màu như thế này chẳng hạn. À, các bạn sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào vị trí của nó là xem chi tiết, tôi giữ phím tôi copy xuống dưới, tôi sẽ copy xuống dưới, đây là cái vị trí mà cái nét của tôi. À, với cái nét này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta cũng có thể làm một cái design để cho nó khác biệt. Ví dụ chúng ta có thể chọn vào vị trí cái đối tượng của chúng ta là cái này. Và sau khi làm xong tôi lập ra một layer mới, tôi ép nó lại thành một bằng container. Sau khi container xong tôi sẽ chọn là công cụ pen, tôi tích vào đây để tạo ra cái biểu tượng vát như cái hình tam giác của các bạn ấy. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ xóa cái này đi. Và sau khi tôi ấn vào Ctrl T tôi xóa đi thì các bạn sẽ nhìn này, tôi dùng công cụ M tôi quét qua bên này, tôi xóa cái này luôn. Sau khi đã quét xong tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang bên tay phải, tôi ấn vào Ctrl T và tôi đảo ngược lại, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở sản đối xứng lại thì nó sẽ rất là chuẩn xác. Và sau khi đã chuẩn xác xong thì tôi sẽ cầm đây, tôi sẽ đưa cho các bạn xem đây này. Ok, sau đó thì tôi sẽ có hai cái này giống nhau, tôi ấn vào Ctrl để ép lại thành một, và text của chúng ta sẽ vào nó xem toàn bộ sản phẩm. Chúng ta sẽ có một cái xem toàn bộ sản phẩm. Ví dụ trong trường hợp này mà các bạn đã làm đến đây rồi thì các bạn sẽ dùng text cho tôi, và cái text của chúng ta thì có thể chọn là nét bold để chúng ta sẽ thể hiện rằng cái hình của chúng ta là như này. Và tất nhiên là sau khi đã chọn xong này, cái này nó hơi bị kích thì các bạn có thể đẩy cho tôi một tí và chúng ta sẽ chuột phải chọn cái này. Các bạn nhìn nào, vậy thì kéo dài được không ạ? Chúng ta dùng công cụ M, chúng ta quét qua, dùng V đẩy sang bên đây phải. Sau khi đẩy phải thì chúng ta sẽ dùng công cụ M, chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ kéo đây, giữ Shift và kéo từ trái qua phải này, từng khắc chúng ta sẽ có được, và chuột phải chọn ra biểu tượng là toàn bộ sản phẩm. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần này, chúng ta sẽ đặt vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã có cái phần này. Thế là chúng ta đã xong được cái phần đó vào xem cửa hàng. Và sau khi chọn vào xem cửa hàng thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta sẽ phải đặt vào giữa cái khoảng không của chúng ta, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Sau khi mà đã chọn vào xem cửa hàng xong thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H, thì đoạn này nó sẽ chứa được một cái banner cho các bạn, và cái banner này thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm từ bên tay trái sang bên tay phải. Đây là đoạn nghỉ mắt của đối tượng của chúng ta để chúng ta tiếp nối một cái nền tảng khác, giống như là khi kéo chuột đến đây thì bỗng nhiên là chúng ta cứ nhìn toàn bộ là cứ nhỏ 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 thôi mà nó không có đoạn nghỉ chân. Nghỉ chân chính là cái phần rất là quan trọng đối với phần nghỉ mắt của khách hàng. Và lúc này sau khi làm xong thì chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ màu thôi. Lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl H cho tôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là Ctrl T, tôi ấn vào Ctrl T tôi kéo từ từ trên xuống dưới. Ở cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ phải tìm một cái hình ảnh làm sao cho nó hấp dẫn, và tất nhiên đây là một chiếc banner, và một cái banner này nó sẽ khiến cho khách hàng sẽ phải kích vào, và trên đây nó sẽ phải có những cái nội dung mà cực kỳ hot, cực kỳ ổn để cho các bạn nhìn vào và tích vào, đấy là chuyện đương nhiên. Và hy vọng rằng là bạn sẽ thiết kế một cái banner thật đẹp ở đây cho tôi. Ví dụ tôi sẽ chọn vào đây, tất nhiên là phải có thời gian nha, chứ còn ngồi làm chơi chơi thì chúng ta sẽ hơi bị khó. Ok, chúng ta sẽ chọn vào cái gì nhỉ?
tìm một cái banner. À, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải chọn một cái nào đó, tôi kéo xuống xem có cái banner nào nó hấp dẫn không. Ok, thôi chọn tạm một cái trên vậy. Đây ạ, à, chúng ta sẽ chọn vào một cái hình banner. À, sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là tôi đã có một cái banner như này, tôi ấn vào hơi xấu. Còn cho nó của chúng ta sẽ kéo đây. Chúng ta sẽ kẹ tạo một cái tông màu. Hình như tôi có nhìn thấy một cái biểu tượng hình của chúng ta. Ok. À, Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và sang bên này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp tôi. Với cái này thì các bạn yên tâm một điều rằng các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Chúng ta chọn vào Ctrl T và chúng ta sẽ giữ biểu tượng nào gì à? Chúng ta sẽ kéo vào đây theo đúng chiều nằm ngang của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ chọn như này. À, tất nhiên là trong quá trình khi như này thì tôi sẽ đẩy này, tôi sẽ ấn vào đây đặt rất là chính xác nha các bạn nhớ nha. Rồi ok, nó vừa phải thôi là được rồi. Lúc này chúng ta chuột phải chọn vào đây, chúng ta ấn một cái này đi và tất nhiên ấn vào Ctrl H. À, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H để làm sao cho chính xác nữa thì chọn vào đây, chúng ta sẽ đẩy sang trái này. Chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào. Chúng ta sẽ đẩy sang trái và đẩy sang trái xong thì nó sẽ chính xác rồi, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl H thì đây chính là cái hình mà một cái banner của bạn nghỉ chân. Và với một cái nghỉ chân như này thì các bạn có thể tận dụng cái phần phía trên cho các bạn, đó là về cái bóng của chúng ta đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bóng này đúng không? Chúng ta chuột phải chọn vào biểu tượng giống như chiếc tô của nàng, đó là số 9. Chúng ta giữ phím man, chúng ta kéo xuống này nha. À, sau khi đã có phần này xong, chúng ta dùng công cụ M và chúng ta sẽ quét qua và tất nhiên là chúng ta có thể thực hiện một chiêu thức như sau là chúng ta xóa đi. Với cái xóa đi như này, chúng ta dùng công cụ V và chúng ta đẩy lên như này. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái nét khe rất là đơn giản. Và tất nhiên là cái phần phía trên thì các bạn muốn tạo ra không gian nó rõ ràng hơn nữa thì các bạn có thể chọn số 9 cho tôi và ấn vào Ctrl T và rồi bót lại một chút xíu. Và để cho nó có sự tinh tế hơn chúng ta sẽ đẩy xuống đây nha. Ok. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần design web của chúng ta từ trên xuống dưới nó đã khá là ổn rồi. Và tiếp theo đến cái phần này là phần gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần đó có thể là dùng cho tin tức. Các bạn có thể chọn một cái tin tức và sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp cho tôi. Đúng không ạ? Ok. Và để muốn làm được cái này thì bây giờ tôi sẽ dừng tạm ở đây để cho các bạn để buổi tiếp chúng ta sẽ làm tiếp về cái phần design web của chúng ta. Các bạn nhìn đúng không ạ? Alo, các bạn nhìn thấy cái này chưa? Và chúng ta bắt đầu đi nhá. Nhìn kích thước thật nó sẽ như này này. Chúng ta sẽ ấn vào F. F. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là một trang web. Đây là kích thước thật này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ đi lên này. Chúng ta sẽ đi lên này. Giống như chúng ta lăn chuột này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Thiết kế rất là sắc nét. Và tất nhiên là khi làm như này thì chúng ta có các tiêu chí từ trên xuống dưới để chúng ta sẽ mời khách hàng vào với những sản phẩm tiêu biểu. Với những cái này để tạo ra một cái người ta gọi là cái gì nhỉ, mạng lưới để cho khách hàng người ta kích vào, bởi vì là giá hấp dẫn này, rồi sản phẩm là hấp dẫn này, hình ảnh đẹp này, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Và có các tiêu chí ở phần phía trên như tôi đã giải thích, đó là thông tin sản phẩm mới này, miễn phí giao hàng trong hôm nay và hỗ trợ khách hàng này. Hỗ trợ khách hàng khi bạn tích vào đây, bạn có thể liên quan kỹ thuật, liên quan bảo hành hay cái gì đó tùy các bạn, đúng không ạ? Ok, những cái này thì chúng ta sẽ trình bày với sản phẩm tiêu biểu. Và cái này tôi yêu cầu là tất cả các bạn sẽ phải design bằng những cái banner thật hấp dẫn và nó phải có tính năng nè. À, làm thế nào để cho người ta hút vào ở đấy nhận quà tặng này vào dịp Giáng sinh này, nhận quà tặng vào dịp Nguyên Đán là Tết cuối năm thì tôi sẽ được hỗ trợ khách hàng bao nhiêu phần trăm khi sale cái mặt hàng này như này. Thì đây là những cái sản phẩm mà các bạn trình bày dưới dạng poster và banner. À, tiếp xuống dưới thì các bạn sẽ được nhìn những cái sản phẩm như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Tất nhiên để muốn có những cái sản phẩm này có những cái sự tiêu biểu thì người ta còn có những cái tính năng nữa là các bạn sẽ nhìn thấy ở chỗ này nó có một cái kính nút chẳng hạn. Có nhiều người người ta chọn cái kính nút, người ta di qua kính nút thì tự nhiên cái sản phẩm nó to đùng lên để người ta có thể xem trước là chi tiết nó sẽ ra sao khi người ta quyết định kích. Đấy, người ta có thể có nhiều cách lắm. À, hoặc là cũng có những cái cách rất là hay nữa là cái sản phẩm này nó có nhiều loại, mà ví dụ da nha thì ở đây nó sẽ có một cái ô 1, ô 2, ô 3, nó có ba loại màu. Tích vào đây nó sẽ thay màu, tích vào đây thay màu, tích vào đây thay màu. Nhưng với một tính năng một trong web bán hàng sơ bộ về cơ bản thì người ta không thể đưa những tính năng đấy, bởi vì những tính năng đấy là tính năng tính bằng kinh phí và tính bằng tiền, nên không phải cái người designer mà chúng ta cứ thích đưa vào là đưa đâu ạ, mà chúng ta phải hỏi ý kiến của dân lập trình. Phần thứ hai là cái giá tiền là bao nhiêu để chúng ta thiết kế cho phù hợp, chứ không phải là một cái trang web cơ bản mà chúng ta đưa những tính năng ưu việt được vào. Nên tôi nói thật cho bạn biết, giá web nó có rất nhiều loại giá,
đối với những website trên thị trường bây giờ thì người ta có web đóng gói nó có sẵn rồi, nhưng web mà mang tính chất mà nó là đặc điểm riêng của bạn và bạn muốn có nhiều tính năng theo cái yêu cầu của bạn và chuyên ngành của bạn thì chắc chắn là website đấy phải nhiều tiền, bởi vì được xây dựng bằng rất nhiều những tính năng ngoài ra của tính chất là marketing đi từ trên xuống dưới. Và đây là tôi đang xây dựng cho bạn cái website theo kiểu một cột và phân khu. Phân khu có nghĩa là gì? Đây là phần header, đây là phần ảnh chạy quảng cáo. Và tiếp theo xuống dưới thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng để chúng ta tạo ra sự thích thú về mắt và chúng ta thay đổi khẩu vị của mắt. Thì đấy là những tư duy mà chúng ta cần nắm bắt từ phần design web của chúng ta. Và tất nhiên đây là sự trải nghiệm. Chứ chúng ta không phải là chúng ta làm theo bản năng được, bởi vì trải nghiệm, bởi vì thực ra đối với design web tôi dạy cách đây hơn 10 năm rồi. Và tất nhiên là hồi xưa thì tôi đã từng là người đi bán web, tôi là người đi đã thiết kế cho khách hàng với những cái trang web rồi. Nên chính vì vậy mà chúng ta đúc rút từ kinh nghiệm của khách hàng, đúc rút từ kinh nghiệm của phòng dự án để chúng ta đưa ra một cái sản phẩm làm sao cho hấp dẫn nhất và tốt nhất. Hồi xưa thì làm website vất vả, chứ bây giờ website thì nó không vất vả một tí nào cả. Đó. Và tất nhiên là các phiên bản thì như tôi đã vừa rồi trình bày cho các bạn đó, tại sao phải thiết kế theo kiểu 12 cột, bởi vì nó theo phiên bản của Responsive, và Responsive thì nó sẽ phải như thế nào thì cũng có thể có thời gian thì tôi sẽ là phải làm cho các bạn những cái bản Responsive như vậy nữa, ví dụ từ phiên bản này đến phiên bản của gì của mobile mobile thì nó sẽ là sao, đúng không ạ? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi và các bạn sẽ thực hành cho tôi một cái giá trị, đó là gì? Thiết kế trang web. Các bạn nhìn này từ trên xuống, tất nhiên chúng ta chưa đi qua trang chủ, nhưng với tính năng như vừa rồi thì thầy đã thiết kế rất là kỹ lưỡng cho các bạn về một cái giao diện của một trang web rồi. Alo, mọi người nghe được chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp với cái tư duy đó. Và tất nhiên là khi mà các bạn thiết kế website thì các bạn phải đưa tư duy vào cho tôi, chứ không phải là đến lúc mà khi mà các bạn thiết kế xong tôi hỏi tại sao phải có mục này, tại sao có mục kia mà không trả lời được, thì đấy là bạn chỉ là cái máy vẽ thôi chứ không phải là người thiết kế. Các bạn hiểu không? Bởi vì cái thiết kế thì chúng ta phải hiểu tư duy của khách hàng là gì. À, chúng ta đã từng đi mua hàng online chưa, và chúng ta đã từng biết bao nhiêu trang web rồi. Bởi vì khi mà làm ra một trang web này thì bạn phải nghiên cứu cho tôi khoảng 5 đến 10 đối thủ cùng liên quan về đồng hồ, nó có tính năng gì hay, nó có gì hay thì bạn sẽ phải sưu tầm hết về cho tôi. Và cái ngôn từ người ta dùng trên đấy là gì? Bởi vì tất cả những cái website đấy đã được trải nghiệm khách hàng. Và khách hàng người ta thích những ngôn từ đấy, ví dụ thay cho việc sản phẩm mới thì người ta có thể là sản phẩm hàng mới về hay như thế nào đó, thì đấy là những cái chia sẻ tôi hôm nay dành cho các bạn với cái phần design web nha. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi và thực hành làm cho tôi cái phần trang chủ, nhưng tất nhiên chúng ta chưa hết, buổi sau chúng ta mới đi hết được. Ok các bạn. Nào các bạn làm chưa? Làm nhá. Alo, bây giờ thì các bạn làm nhá. Rồi, và làm theo tư liệu của các bạn, không phải tư liệu của tôi nhá. Bạn phải chọn một cái ngành nghề nào đó chứ không phải tư liệu của tôi nữa. Ok, các bạn làm đi.